Sáng nay, đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực điều hành Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng dẫn đầu đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về thực hiện kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng đề án trình Bộ Chính trị ban hành về chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì làm việc với đoàn. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến thực hành liêm chính, đồng thời đã ban hành hệ thống các văn bản cụ thể hóa, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn trên địa bàn thành phố. Nổi bật đã ban hành chỉ thị số 24 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, việc nhận thức, hiểu nội dung về văn hóa liêm chính mà Bộ Chính trị đang giao Ban Chỉ đạo nghiên cứu triển khai đề xuất là vấn đề mang tính thời sự cấp bách, vô cùng cần thiết trong thời điểm hiện nay. Hà Nội đã triển khai rất nghiêm túc nội dung này trong cả 4 nhiệm kỳ, đặc biệt sau khi mở rộng địa giới hành chính, nhiệm kỳ nào cũng có chuyên đề về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Để góp phần xây dựng văn hóa liêm chính với 4 không, không dám, không thể, không muốn, không cần. Cần có chế độ chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ công chức. Thành ủy Hà Nội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương nghiên cứu thống nhất hướng dẫn toàn quốc việc tuyên truyền giáo dục liêm chính, xác định không chỉ giáo dục trong các cơ quan đảng, nhà nước, hệ thống chính trị các cấp, mà còn trong các ngành, lĩnh vực, môi trường xã hội khác. Bên cạnh đó, đề xuất Trung ương cho phép thành phố mở thí điểm lớp đào tạo về công tác giáo dục liêm chính. Ghi nhận đánh giá cao những kết quả cách làm của Hà Nội, trưởng đoàn công tác Phạm Tất Thắng đề nghị Hà Nội bổ sung thêm những giải pháp mô hình cách làm hay, kết quả cụ thể đạt được. Đề xuất kiến nghị những vấn đề cụ thể để đẩy mạnh công tác giáo dục liêm chính thời gian tới.